Kể từ đầu tháng 8, thị trường ô tô Việt Nam liên tục chứng kiến nhiều mẫu xe mới được hãng giảm giá sốc. Tuy nhiên, những mẫu xe này hầu hết là dòng xe nhập khẩu, lại là đời xe năm 2022, không được nhận hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ nên vẫn rất khó bán, trong khi các mẫu xe lắp ráp trong nước hầu hết là đời xe năm 2023 cũng đang tung ra nhiều ưu đãi lớn. 1. Suzuki Ertiga Hybrid giảm tới 120 triệu. Từ đầu tháng 8 nhiều đại lý của Suzuki đang ồ ạt à chào bán mẫu xe Ertiga Hybrid với mức giảm mạnh. Cụ thể, phiên bản MT của Suzuki Ertiga Hybrid giảm 54 triệu đồng xuống còn 464 triệu, phiên bản AT giảm 100 triệu chỉ còn 508 triệu. Thực tế, người mua còn được hưởng thêm ưu đãi riêng từ 10 đến 20 triệu và còn được tặng thêm gói phụ kiện gồm dán kính, trải sàn, camera hành trình khoảng 10 đến 15 triệu. Chỉ có điều, mức giảm kể trên chỉ áp dụng đối với những xe được sản xuất năm 2022. Như vậy, giá bán của Suzuki Eriga Hybrid bản AT hiện tại rẻ hơn cả phiên bản số sàn của Mitsubishi Spander MT giá 560 triệu hay Toyota Avenger MT giá 558 triệu. Suzuki Eriga Hybrid là chiếc xe duy nhất trong phân khúc MPV 7 chỗ tại Việt Nam được trang bị công nghệ Hybrid, trang bị tiện nghi không hề thua kém đối, không gian rộng rãi. Thế nhưng, kiểu dáng hơi đơn điệu không tạo được ấn tượng đối với người mua. Vì vậy, dù có nhiều động thái giảm giá suốt từ đầu năm, doanh số của Suzuki Ertiga Hybrid vẫn khá bết bát. Tháng 7, mẫu xe Suzuki chỉ bán được 56 xe, đứng ở vị trí cuối trong bảng xếp hạng phân khúc xe MPV 7 chỗ đáng bán trên thị trường. 2. Volkswagen Polo giảm tới 145 triệu. Mới đây, một đại lý đang bán chiếc Polo chỉ có giá 550 triệu, giảm tới 145 triệu so với giá bán trước đó giá 695 triệu. Hiện giờ mức giá này của Polo đã ngang với một số mẫu xe hatchback đồng hạng khác, như Mazda 2 giá 557 triệu và Suzuki Swift giá 560 triệu. Trước đây, với giá 695 triệu, mẫu xe hatchback cỡ B này của Volkswagen ngang ngửa với những chiếc xe ở phân khúc cao hơn, như Hyundai Elantra, Kia K3 hay Mazda 3, Kia Celtis, Hyundai Creta hay Mazda CX-3. Thế nhưng việc giá bán cao không tương xứng với trang bị khiến cho Volkswagen Polo bị khách hàng thờ ơ. Cụ thể xe hoàn toàn thiếu đi những trang bị tiện nghi đã trở thành tiêu chuẩn trong phân khúc. Xe thiếu nút bấm khởi động, chìa khóa thông minh, đèn pha chỉ dừng lại ở halogen chóa phản xạ, hai túi khí, không cân bằng điện tử, không khởi hành ngang dốc. Nhiều người cho rằng các trang bị trên xe thậm chí còn kém hơn một chiếc xe hạng A. Do đó, đây là mẫu xe mà ngay cả nhân viên tư vấn bán hàng của hãng cũng khó để tìm ra lý do để thuyết phục khách hàng xuống tiền, dù giá bán đã giảm xuống ngưỡng tương đương với các đối thủ hạng B. 3 Nissan Kicks giảm tới 259 triệu. Cũng giống như Volkswagen Polo, Kicks cũng rơi vào hoàn cảnh bị định giá cao hơn, các đối thủ đồng cấp khiến cho mẫu xe này rơi vào tình cảnh ế ẩm kể từ khi ra mắt. Lượng xe tồn đều là đời xe được sản xuất năm 2022. Do đó, để đẩy lượng hàng tồn này, hãng xe Nhật cũng đã phải đưa ra chương trình giảm giá mạnh 238 đến 259 triệu và áp dụng cho nhân viên của công ty. Điều này đưa ra bán của Nissan Kicks giảm xuống còn 530 triệu bản E và 620 triệu bản V. Song những nhân viên không có nhu cầu đều có thể đăng bán suất ưu đãi cho những khách hàng cần. Nissan Kicks là một trong những mẫu xe được đánh giá cao ở thị trường toàn cầu nhờ hệ chuyển động hybrid, với động cơ xăng chỉ đóng vai trò như máy phát điện, mức tiêu thụ nhiên liệu thấp 2 lít 2 cho 100 km. Chỉ có điều, giao cản ngoài giá bán cao ra, người dùng còn lo ngại về các chính sách sau bán hàng của Nissan khi ngày càng ít đại lý chính hãng. Phụ tùng thay thế có giá cao khiến cho mẫu SUV cỡ B này gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng. 4. Mercedes-Benz GLC bản cũ giảm tới 500 triệu. Thế hệ mới của GLC ra mắt thị trường vào tháng 5 vừa qua, nhưng sức mua của toàn thị trường sụt giảm kể từ đầu năm khiến phiên bản cũ của GLC còn tồn khá nhiều, trong khi kế hoạch ra mắt sản phẩm mới vốn đã được lên kế hoạch từ trước. Chính vì vậy, ngay từ đầu tháng 6, nhiều đại lý của Mercedes-Benz đã đưa ra chương trình ưu đãi lớn dành cho GLC thế hệ cũ, với mức giảm lên tới 500 triệu từ 2 tỷ 639 triệu xuống còn 2 tỷ 139 triệu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, một tư vấn bán hàng cho biết, lượng khách hàng chọn mua xe GLC cũ vẫn rất khiêm tốn, do họ ưu tiên lựa chọn bản mới nhiều hơn. Chính vì vậy, các đại lý hiện vẫn đang tiếp tục áp dụng chính sách giảm giá lên tới 300 triệu. Nhưng tập khách hàng xe sang thưởng chuộng thứ mới mẻ không đặt nặng yếu tố giảm giá xe trong quyết định lựa chọn, như khách hàng mua xe phổ thông. Thế nên, đây là có thể là nguyên nhân khiến hãng xe sang của Đức đến thời điểm này, vẫn chưa đẩy mạnh bắn mẫu GLC thế hệ mới nhằm thanh khoản hết hàng tồn của mẫu xe cũ.